xin chào các bạn. Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu đầm lưới cho bé xinh xắn như thế này. Mẫu này thì mình cũng có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Đây là mặt trước ha. Và đây là mặt sau nè, có cài nút. Đầu tiên thì cần tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã có được một nút rồi thì đây sẽ là cái điểm đầu tiên mà các bạn cần tăng giảm size nè. Thì video hướng dẫn tăng giảm size mình có để ở phần mô tả ha. Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả sau đó mình làm theo hướng dẫn. Một điểm cần lưu ý ở đây là khi các bạn đo một cạnh của cổ áo á, các bạn sẽ sắp xếp làm sao cho nó là số lẻ ha. Ví dụ là 14 mũi thì các bạn có thể sắp xếp cho mình là 15 mũi để mình có thể dễ dàng tạo lưới phía dưới hơn, nó không có bị lệch mũi ha. Còn đối với cái cạnh để mình tạo cài nút á, hai cạnh để tạo cài nút thì các bạn cũng sắp xếp cho mình mỗi cạnh là số lẻ luôn ha. Mẫu này thì mình sẽ móc lên tổng cộng là 57 mũi móc. Mũi đầu tiên, mũi móc thứ hai, mũi thứ ba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau khi đã đạt được cái đoạn xích đầu tiên rồi nè. Thì đối với cái cạnh mà mình tạo cài nút mình có chia đôi ra mỗi bên là một nửa Thì các bạn cũng sắp xếp cho mình mỗi bên là số lẻ ha Thì ở đây mỗi cạnh của mình là 13 mũi Sắp xếp là số lẻ thì một bên sẽ là 6 mũi và một bên là 7 mũi Thì mình sẽ sắp xếp bên 6 thành bên 7 mũi luôn ha Các bạn sẽ móc cho mình là lên hai mũi móc xích trước Sau đó ta sẽ móc 7 mũi đầu tiên Kép đơn đầu tiên vào chân đầu tiên nè kép đơn thứ hai vào chân móc thứ hai sau đó móc tương tự cho mình cho đến khi mình được 7 mũi ha thì 7 mũi đó sẽ là số lẻ mình dễ sắp xếp tạo lưới hơn nè tiếp tục mũi kép đơn thứ hai vào chân thứ hai kép đơn thứ ba vào chân thứ ba kép đơn thứ tư mũi kép đơn thứ năm mũi kép đơn thứ sáu và mũi kép đơn thứ bảy sau khi đã có cho mình được 7 mũi kép đơn vào 7 chân móc là cái số lẻ rồi ha Thì tiếp tục cái chân kế tiếp mình tạo họa tiết cổ thuyền á Cho nên cái góc của mình sẽ nằm ở một chân móc thôi Và chân móc đó các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi kép đơn cùng chân móc Kép đơn thứ hai nè Và mũi kép đơn thứ ba vào cùng một chân móc rồi ha Ta tạo được góc đầu tiên cho hàng móc đầu tiên Tiếp tục mỗi cạnh của mình là 13 mũi móc nên các bạn sẽ móc cho mình 13 mũi kép đơn vào 13 chân móc kép đơn đầu tiên, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, kép đơn thứ 13. Sau khi có được 13 mũi kép đơn rồi nè, thì tiếp tục cái chân kế tiếp mình sẽ tạo cái góc thứ hai ha. Thì góc thứ hai của mình cũng tương tự, móc vào cái chân đó 3 mũi kép đơn cùng chân móc. 1 2 và kép đơn thứ ba vào cùng chân móc ta tạo được góc thứ hai tiếp tục cạnh vai sẽ là cạnh phần thân trước ha do mình cài nút ở phần thân sau cho nên cạnh tiếp theo sẽ là cạnh thân trước nè cũng móc cho mình tương tự giống như cạnh vai 13 mũi kép đơn vào 13 chân ha mũi đầu tiên kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn 12 và kép đơn 13 khi hoàn tất được 13 mũi kép đơn vào 13 chân đây là cạnh thân trước nè. Thì tiếp tục sẽ tạo cái góc thứ ba, móc vào đây 3 mũi kép đơn cùng chân móc. Ta có được góc thứ ba ha. Tiếp theo sẽ là cái cạnh vai nè, thì cạnh vai làm tương tự giống như cạnh vai bên kia, cũng móc cho mình 13 mũi kép đơn vào 13 chân. Mũi kép đơn đầu tiên. Kép đơn thứ hai mũi kép đơn thứ ba mũi kép đơn thứ 13 sau khi có cho mình được 13 mũi kép đơn vào 13 chân rồi ta hoàn tất được cạnh vai còn lại thì tiếp tục móc cho mình vào cái góc ghế tiếp 3 mũi kép đơn vào cùng một chân móc ta hoàn tất được góc thứ tư rồi ha như vậy là ta đã có được hai cạnh vai và cạnh thân trước rồi nè còn lại tiếp tục sẽ là một nửa của cạnh thân sau thì ban đầu mình có nói đến tất cả các cạnh các bạn đều chia cho mình là số lẻ Nên bây giờ mình sẽ còn 7 mũi ha Đây ta sẽ được 7 mũi của nửa cạnh thân còn lại rồi nè Khi các bạn gặp cho mình cái phần thân lại Gặp theo cái hướng này ha Thì khi các bạn móc lên cho mình thêm nhiều hàng móc để tạo cái phần cổ á Thì cái phần vai nó sẽ hơi nghiêng về một hướng Nó tạo cái họa tiết cổ thuyền cho mình ha nó sẽ hơi nghiêng về một hướng như thế này bây giờ mình sẽ tiếp tục móc hàng móc kế tiếp nè móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại khi quay ngược đầu móc lại chân của mũi kép đơn đầu tiên móc cho mình vào đó một mũi kép đơn để tạo được họa tiết lưới móc lên một mũi móc xích thì mũi móc xích này nó sẽ tương đương với cái chân của cái mũi kép kế bên này ta sẽ không móc vào chân này mà mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp ha bỏ qua một chân đâm kim vào chân kế tiếp móc mũi kép đơn ta sẽ tạo cái lưới đầu tiên nè sau đó tiếp tục cứ lên một xích xích đó tương ứng với chân kế bên rồi thì bỏ qua một chân móc vào chân kế tiếp mũi kép đơn hả lên một xích và cứ bỏ qua một chân móc vào chân kế tiếp mũi kép đơn lên một xích nè khi các bạn móc đến cái góc nè góc của mình sẽ là ba mũi kép đơn vào cùng một chân móc nha thì đây ba mũi kép đơn vào cùng một chân móc nè lúc này cái mũi kép đơn đầu tiên của ba mũi đó thì nó tương ứng với cái xích tiếp theo mà mình gây nên rồi nè thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân nằm chính giữa của ba cái mũi đó đây móc vào đây cho mình một mũi kép đơn sau đó móc lên một mũi móc xích và tiếp tục thêm một mũi kép đơn cũng vào cùng chân móc đó luôn thì hàng móc này mình sẽ có cái góc như thế này ha móc lên một xích nè đây góc của mình ở hàng thứ hai sẽ là như thế này hai mũi kép đơn vào cùng chân móc và cũng cách nhau là xích ha sau đó tiếp tục bỏ qua một chân móc vào chân kế tiếp một kép đơn lên một xích bỏ qua một chân móc vào chân kế tiếp mũi kép đơn và cứ làm lần lượt tương tự cho mình cho đến góc tiếp theo ha lên bính nè bỏ qua một chân chân kế tiếp móc mũi kép đơn tiếp tục lên bính bỏ qua chân móc chân kế tiếp mũi kép đơn tương tự cho đến hết Sau khi các bạn đã móc cho mình được đến cái góc thứ hai mà mình gặp nè Thì ban đầu mình có tạo cái số lẻ Lúc này nó sẽ dễ dàng cho cái việc mình tạo góc hơn ha Mình cũng móc đến ba cái chân móc ta móc vào cùng một chân nè Thì lúc này xích này nó sẽ tương đương với cái chân của mũi kép đầu tiên Mũi kép thứ hai móc vào đó cho mình một kép đơn Sau đó móc lên một xích Và tiếp tục mũi kép đơn thứ hai cũng vào chân móc đó luôn Ta sẽ có được góc thứ hai cho hàng móc thứ hai làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối ha Cứ lên cho mình một xích Sau đó bỏ qua một chân móc vào chân kế tiếp mũi kép đơn Và nhớ khi móc đến góc thì chân chính giữa của góc đó sẽ móc một kép một xích và một kép nha Tương tự cho đến hết nè Thì khi nó là số lẻ thì các cái góc đó cũng làm tương tự luôn Giống như cái góc này sau khi đã móc được đến cuối rồi nè Thì ban đầu cái cạnh của mình là số lẻ Nên nó sẽ dễ dàng móc được đến cuối hàng hơn ha Bỏ qua chân kế cuối Lên một xích Móc vào chân cuối cùng một mũi kép đơn Như vậy là ta sẽ hoàn tất được hàng móc thứ hai Và góc của mình sẽ là một kép, một xích và một kép Tiếp tục đến hàng móc thứ ba Móc lên cho mình hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại Chân đầu tiên là chân của mũi kép đầu tiên phía dưới móc vào mũi kép đơn. Để tạo được cái khoảng trống cho hàng móc thứ ba thì lúc này mình sẽ móc vào các cái khoảng trống của những cái hàng móc phía trên và các cái khoảng trống như thế này. Nhưng mà ở cái hàng móc thứ ba này nè, khi mà mình móc mũi kép đơn đầu tiên rồi mà lên mũi xích á thì nó sẽ không có tương thích. Các bạn sẽ không lên mũi xích ở đây mà mình sẽ móc hai mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Thì cái mũi kép đơn thứ hai nó sẽ tương đương với cái xích này sau đó móc lên một xích thì xích này nó sẽ tương đương với chân của mũi kép đơn này tiếp theo móc một mũi kép đơn vào khoảng trống kế bên thì nó sẽ tương đương ha và từ đây các bạn cứ móc lên một xích mỗi khoảng trống ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi khoảng trống và cách nhau là một xích nè sau khi đã có được các cái khoảng trống như thế này rồi thì tiếp theo là cái góc nè thì đối với cái góc của cái hàng thứ ba này nó sẽ khác cái góc của hàng thứ hai ở cái góc của hàng thứ hai mình có là một kép đơn, một xích và một kép đơn. Thì ở cái hàng móc thứ ba, cái góc nó sẽ khác. Các bạn sẽ đâm kim vào khoảng trống này. Khoảng trống này mình sẽ móc vào đây một kép đơn. Lên một xích, tiếp tục kép đơn thứ hai cũng vào khoảng trống. Lên một xích và kép đơn thứ ba cũng vào khoảng trống đó luôn. Tức là cái khoảng trống này mình sẽ có ba mũi kép đơn, cách nhau là một mũi xích. Nó sẽ khác cái góc của hàng thứ hai ha. Sau đó các bạn tiếp tục làm tương tự cho mình cho các khoảng còn lại. Cứ lên một xích sau đó cái khoảng trống kế bên móc một mũi kép đơn. Đối với các cạnh thì ở khoảng trống cứ móc một mũi kép đơn thôi ha. Lên xích nè. Khoảng trống kế tiếp móc mũi kép đơn, các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cái góc thứ hai. Một kép nè. Lên một xích nè. Tiếp tục một kép vào khoảng trống kế bên nè sau khi đã móc được đến cái góc tiếp theo thì góc thứ hai của hàng móc thứ ba này cũng làm tương tự như góc đầu tiên tức là khoảng trống giữa của cái góc thứ hai đó mình sẽ móc vào một kép một xích một kép thứ hai một xích và một kép thứ ba ta sẽ có ba kép đơn vào cái khoảng trống đó và cũng cách nhau là một xích sau đó làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau khi đã móc đến cuối hàng thì tương tự như cái điểm đầu tiên của cái hàng móc thứ ba này nè ở sát đây nó sẽ không tạo cái khoảng trống xích nữa mà mình sẽ móc liên tiếp hai mũi kép đơn. Một mũi là móc vào khoảng trống và một mũi sẽ móc vào cái chân móc của mũi kép cuối cùng ha. Ta sẽ có được hai mũi kép đơn liên tiếp với nhau và không cách khoảng trống nè. Và các bạn cứ để ý nè, ở cuối hàng nó như thế nào, đầu hàng của nó sẽ như thế đó. Đầu hàng mình cũng có hai mũi kép đơn liên tiếp và không tạo khoảng trống nè. Hàng thứ tư lên hai xích và quay ngược đầu móc lại. Các bạn cũng làm tương tự nè, chân đầu tiên mũi kép đơn hàng này nó sẽ xen kẽ ha lúc này mình đã có được cái mũi kép đơn phía dưới này nè liên tiếp rồi thì hàng này mình sẽ tiếp tục tạo khoảng trống giống như hàng thứ hai bỏ qua cái chân móc và móc vào khoảng trống một mũi kép đơn nó sẽ lặp lại tương tự xen kẽ với nhau á đây hàng này là một kép này giống như hàng thứ hai còn hàng kế tiếp thì sẽ là hai kép liên tiếp với nhau và không tạo khoảng trống ha. Sau đó mình sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại. Cứ lên một xích, móc cho mình vào khoảng trống một mũi kép đơn. Lên một xích, móc vào khoảng trống một mũi kép đơn. Móc cho mình cho đến cái góc đầu tiên của hàng thứ tư này. Thì ở cái hàng móc thứ ba góc của mình là ba kép vào cùng khoảng trống và cách nhau là xích nè. Thì đến hàng thứ tư cái góc nó sẽ khác cái hàng thứ ba và nó cũng khác cái hàng thứ hai luôn ha. Tức là cái góc này các bạn sẽ móc cho mình như sau nè. Ở đây mình có ba kép đơn và hai mũi xích tạo ra hai khoảng trống thì khoảng trống đầu tiên móc mũi kép đơn. Tiếp theo sẽ là cái chân móc nằm chính giữa nha. Lên một xích nè. Ở đây mình có ba kép đơn thì cái chân nằm chính giữa này các bạn sẽ móc luôn cho mình vào chân móc một kép đơn. Một xích và một kép đơn. Vào cùng cái chân móc đó luôn nè. Sau đó móc lên một xích và cái khoảng trống thứ hai của cái góc ở hàng bên trên á mình cũng móc một mũi kép đơn vào khoảng trống đây như vậy là cái hàng móc thứ tư của mình nó sẽ có cái góc như thế này một kép vào khoảng trống hai kép vào chân móc và một kép vào khoảng trống của cái góc ở cái hàng thứ ba ha các chân còn lại thì làm tương tự lên một xích và cứ mỗi khoảng trống móc một mũi kép đơn mình sẽ lặp lại cái góc này ở góc tiếp theo ha móc tương tự cho mình cho đến góc tiếp theo nè để ý kỹ lại cho mình ha ở góc của hàng thứ ba là một kép một xích kép thứ hai một xích kép thứ ba một xích tức là có ba mũi kép vào cái khoảng trống và có hai khoảng trống ha thì cái khoảng trống đầu tiên móc một mũi kép đơn sau đó chân của mũi kép đơn nằm chính giữa thì sẽ móc một kép một xích và một kép ta tiếp tục khoảng trống thứ hai của cái góc ở hàng thứ ba thì cũng móc vào đó một mũi kép đơn móc lên một xích và làm tương tự cho các cái khoảng trống còn lại nè cứ mở khoảng trống móc một mũi kép đơn và cách nhau là một xích ha thì cái góc của hàng móc thứ tư của mình sẽ là như thế này móc tương tự cho mình cho đến hết sau khi móc đến cuối hàng thì tương tự như đầu của cái hàng móc thứ tư này thì mình cũng có cái khoảng trống ở đây luôn nè tương tự như cái đầu ha thì mình cũng móc lên một xích và chân cuối cùng móc một mũi kép đơn vì cái xích này đã tương đương với cái chân cùng mũi kép đơn kế bên này rồi ha móc vào chân cuối cùng một mũi kép đơn nè sau đó móc lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại tiếp tục đến hàng móc thứ năm thì hàng móc thứ năm đầu mũi nó sẽ tương tự giống như cái hàng móc thứ ba bên trên tức ta sẽ có hai mũi kép đơn liên tiếp không tạo khoảng trống chân của mũi kép đơn đầu tiên móc cho mình mũi kép đơn sau đó khoảng trống mình sẽ móc thêm một mũi kép đơn nữa ta sẽ có hai mũi kép đơn liên tiếp khoảng trống nè đây nó tương tự giống như cái hàng thứ ba ha lên một xích và làm tương tự mỗi khoảng trống móc một mũi kép đơn cách nhau là một xích móc cho mình cho đến góc đầu tiên của hàng thứ năm ở cái hàng thứ tư góc của mình sẽ là một kép vào khoảng trống hai kép vào chân móc và một kép vào khoảng trống nó sẽ tạo ra cái góc của hàng thứ tư như thế này thì hàng thứ năm các bạn chỉ cần để ý cho mình hai cái mũi kép mà mình móc vào cùng một chân móc cứ móc cho mình lên một xích khoảng trống móc một mũi kép đơn để ý chỉ cần để ý cho mình là cái khoảng hai mũi kép đơn móc vào cùng một chân móc thôi ha đây mình sẽ lặp lại giống như là cái hàng thứ ba góc ta sẽ có một kép một xích kép thứ hai một xích và kép thứ ba một xích lúc này cái góc của mình nó sẽ lặp lại tương tự giống như cái hàng móc thứ ba ha hoàn tất rồi thì các khoảng trống còn lại mỗi khoảng trống móc một mũi kép đơn và cách nhau là một xích như vậy là hàng móc thứ năm của mình nó sẽ có góc giống như cái hàng móc thứ ba ba mũi kép đơn vào cái khoảng trống tương tự như hàng thứ ba các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng và cũng tạo góc y như vậy ha móc vào chính giữa của hai kép đơn móc vào cùng chân móc đó ba mũi kép đơn và cũng cách nhau là một xích mình sẽ nói lại một lần nữa nè cái góc của hàng bên trên có một kép vào khoảng trống hai kép vào chân móc và một kép thứ tư vào khoảng trống thì lúc này chỉ cần để ý cho mình hai cái kép mà mình móc vào cùng một khoảng thôi đây để ý cái này nè hai cái kép mà mình móc vào cùng một cái chân móc á thì các bạn cứ móc cho mình mỗi khoảng trống là một mũi kép đơn chỉ khi nào mà ta gặp cái khoảng trống mà mình móc vào hai mũi kép đơn cùng một chân móc thì cứ móc vào đó ba kép và cách nhau là một xích ha đây ta sẽ có cái góc như thế này các khoảng trống còn lại thì làm tương tự ha. Cứ lên một xích, móc mũi kép đơn vào khoảng trống thì ta cũng có được góc thứ hai. Sau khi móc đến cuối hàng thì cuối hàng nó cũng tương tự như đầu hàng và nó giống như cái hàng móc bên trên nó một hàng á, tức là ta sẽ có hai mũi kép đơn liên tiếp ở hai cái chân cuối cùng. Một mũi kép vào khoảng trống và một mũi kép cuối cùng vào chân móc. Ta hoàn tất được hàng thứ năm ha, lên hai xích và quay ngược đầu móc hàng thứ sáu sẽ lập tại tương tự giống như hàng móc thứ tư bên trên đầu mũi thì mình sẽ có một kép một xích tiếp tục là các cái khoảng trống ha? mỗi khoảng cứ móc một mũi kép đơn và cách nhau là một xích móc cho đến cái góc đầu tiên mà mình gặp ở hàng móc thứ sáu này sau khi móc đến góc đầu tiên của cái hàng móc thứ sáu này rồi thì các bạn để ý cho mình nè góc của hàng thứ năm mình có một kép một xích kép thứ hai một xích và kép thứ ba một xích tương tự giống như cái hàng móc thứ ba ở bên trên thì hàng móc số lẻ nó tương tự như nhau nè hàng móc số chẵn nó sẽ tương tự như nhau ha thì lúc này các bạn sẽ lặp lại ở cái hàng móc thứ sáu này tương tự giống như là cái hàng móc thứ tư ha tức là cái góc của mình có hai khoảng trống thì khoảng trống đầu tiên mình sẽ móc vào khoảng trống một mũi kép đơn trước sau đó lên một xích chân móc nằm chính giữa móc hai mũi kép đơn Lưu ý cũng cách nhau là một xích hết ha. Sau đó tiếp tục khoảng trống thứ hai của cái góc phía dưới cũng móc vào một mũi kép đơn. Móc tương tự cho các cái khoảng còn lại nè, mỗi khoảng cứ móc một kép đơn, cách nhau là một xích. Như vậy là hàng móc thứ sáu của mình nó sẽ có góc như thế này. Hai kép đơn vào cùng một chân móc nằm chính giữa nè. Thì tiếp tục các bạn cứ móc xen kẽ cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Ta cứ lặp lại xen kẽ, một hàng á thì mình móc cái góc hai kép đơn vào cùng một chân móc còn một hàng thì mình sẽ móc 3 kép đơn vào cùng một khoảng trống ha cứ xen kẽ tương tự như vậy cho mình và đầu hàng cũng vậy móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi ta gặp cái phần thân của đầm lại sai này mình sẽ móc tổng cộng là 8 hàng móc lúc này khi gặp cái phần thân lại rồi nè nó sẽ có được một cái phần cổ áo như thế này phần trên thì nó sẽ có cái độ hơi nghiêng ha đây là cái điểm thứ hai mà mình cần tăng giảm sai nè Cách thứ nhất các bạn có thể đo cho mình cái phần vai của bé xem được bao nhiêu cm. Sau đó mình sẽ đo lên cái phần vai của thân áo mà mình đang móc. Ví dụ như mà các bạn muốn cho cái phần vai này nó xòe hơn qua cái phần cánh tay luôn á thì mình có thể móc dài hơn so với số đo phần vai. Cách thứ hai thì sẽ đơn giản hơn, xác định cho mình số đo vòng ngực của xa các bạn cần móc là bao nhiêu. Sau đó mình sẽ đo ngang ở hai bên mà mình gặp lại nè. Đo làm sao cho mình chừa ra khoảng tầm 2 cho đến 4 cm để mình nối nách ha. 2 cho đến 4 cm đó mình sẽ chia làm hai bên để mình móc cái xích tương đương ở hai bên nách nè. Bây giờ mình sẽ viền lại phần cổ trước tạo khoảng trống cài nút luôn ha. Móc lên một xích sau đó kéo và cắt len. Đặt cho mình cái phần thân của đầm lại theo vị trí này. Sau đó các bạn sẽ đưa cho mình sợi len khác màu mình sẽ viền lại bắt đầu từ dưới góc này ha để cho phần cổ nó đẹp hơn thì các bạn sẽ chọn cho mình cái hàng móc mà mình có mũi kép đơn đầu tiên này nè là cái mặt phải để mình chọn là mặt phải sau đó đặt cái phần thân áo lại theo cái hướng này ta tạo một nút ở sợi len khác màu móc và kéo lên qua vòng tròn sau đó kéo sợi lên dài để thành một nút đưa cho mình cái đầu kim nè đây đặt cái phần thân áo lại sau đó mình sẽ đâm kim vào một góc ở cái hướng mà mình à, móc luôn ha. Đâm kim vào cái chân móc cuối cùng, sau đó kéo nút vừa tạo qua cái chân móc này. Móc lên một mũi móc xích và chân móc đó móc tiếp vào đó một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào cái chân đầu tiên rồi, lúc này để ý cho mình nè. Ở hàng móc này mình sẽ có thân chân móc, chân móc, thân chân móc và chân móc xen kẽ lẫn nhau chứ không có những cái chân móc cụ thể liên tiếp các bạn sẽ không móc vào thân chân móc mà mình sẽ viền lại bằng cách móc vào các cái chân móc mỗi chân là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc khi móc thì nhớ giấu sợi len thừa để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha không móc vào thân chân móc mà đâm kim vào chân móc móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc sau đó làm tương tự cho mình cho đến cuối sau khi đã móc được đến cuối hàng mình viền lại được hàng đầu tiên cho cái phần cài nút đầu tiên rồi thì đâm kim vào chân cuối cùng móc tiếp vào chân cuối cùng một mũi móc đơn để tạo góc thì móc lên một xích và chân đó móc tiếp một mũi móc đơn nữa để mình bắt đầu chuyển qua cái hàng móc của cái phần cổ bên này thì lúc này mình đã có những cái chân móc cụ thể mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cứ gặp sợi len thừa ở đâu là các bạn sẽ móc dấu vào trong mũi móc luôn nha mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và móc tương tự cho mình cho đến góc còn lại sau khi móc đến góc còn lại thì cạnh thân cài nút bên hông cũng làm tương tự cho mình nè mỗi chân móc hai mũi móc đơn và không móc vào thân chân móc đến cuối thì đâm kim vào chân cuối cùng móc một mũi móc đơn sau đó móc lên một xích như vậy là ta đã viền được hàng đầu tiên cho cái phần thân áo bên trên rồi nè để dễ dàng cho việc nhận biết được cái khoảng cài nút hơn á thì ở cái hàng móc thứ hai mình sẽ tiến hành tạo những cái khoảng trống để mình cài nút thì để tạo khoảng trống cài nút nè các bạn sẽ chọn cho mình một hàng bây giờ mình sẽ chọn luôn cái hàng mà mình đang móc ở đây ha để làm cái khoảng trống cài nút quay ngược đầu móc nè chọn cho mình hai điểm để làm khoảng trống cài nút cứ mỗi chân móc móc một buổi móc đơn vào mỗi chân móc khi đến được cái điểm đầu tiên mà mình cần móc rồi Tùy vào cái khoảng trống nút mà các bạn có thể gây nên cho mình cái xích tương đương Ở đây mình sẽ gây nên một xích Sau đó quả qua một chân móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn Để tạo cái khoảng trống cài nút ha Các bạn có thể thay đổi tùy vào kích thước nút mà các bạn sử dụng Sau đó tiếp tục các chân kế tiếp cứ mỗi chân móc một mũi móc đơn và tương tự cho mình cho đến hết hàng Lưu ý chừa lại cho mình các cái chân móc cuối cùng để mình tạo cái khoảng trống cuối cùng nha mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc lúc này cái khoảng trống của mình được tạo ra ở một mũi xích cho nên các bạn sẽ chừa cho mình ba chân móc cuối cùng ba chân móc cuối cùng đó nè cái chân thứ ba nó sẽ tương đương với cái khoảng trống xích móc lên một xích sau đó tiếp tục còn lại hai chân móc cuối cùng mỗi chân móc một mũi móc đơn móc cho đến cái góc đầu tiên này rồi thì móc lên cho mình một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại để cho cái khoảng trống gai nút của mình nó được lộ rõ hơn chân đầu tiên móc một mũi móc đơn chân thứ hai là cái chân sát với cái khoảng trống xích sau đó là khoảng trống xích và cái chân của mũi móc đơn thứ ba tức là hai cái chân móc ở hai bên của khoảng trống xích đó mình sẽ móc luôn vào cái khoảng trống xích này ba mũi móc đơn cùng chân móc móc luôn cho mình vào khoảng trống ha mũi đầu tiên nè mũi thứ hai và mũi thứ ba mũi thứ ba nó sẽ thay thế cho cái chân của mũi móc đơn phía ngoài này thì chân của mũi móc đơn đó mình sẽ không móc vào đó nữa mà mình bỏ qua chân đó móc vào chân kế bên một mũi móc đơn lúc này nó sẽ giúp cho cái khoảng trống cài nút của mình lộ rõ hơn ha sau đó làm tương tự cho mình cho đến khoảng trống tiếp theo mà mình gặp nè mỗi chân móc ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi các bạn móc cho mình đến cái khoảng trống mà mình tạo cài nút thì khoảng trống đó với hai cái chân ở hai bên móc luôn vào cái khoảng trống ba mũi móc đơn sau đó tiếp tục các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn và lưu ý không móc vào chân đầu tiên này nhé như vậy là ở cái phần viên này mình sẽ có ba hàng móc để tạo khoảng trống cài nút luôn nè khi các bạn đặt cái phần thân đầm lại đây thì cái khoảng trống mình tạo cài nút nó sẽ nằm chồng lên cái bên đối diện nè bên đối diện mình sẽ may những cái hạt nút tương đương với các cái khoảng trống này để mình tạo cài nút cho nó dễ dàng hơn ha bây giờ mình sẽ tiến hành nối nách móc lên một xích nè đặt cho mình cái phần thân đầm lại cái hàng màu đỏ này nè ba hàng móc màu đỏ này sẽ nằm chồng lên cái phần thân còn lại sau đó mình sẽ chọn cái điểm tương đương với cái phần thân đó mình sẽ nẹp hai cái mặt này lại với nhau luôn nè mình sẽ đâm kim vào cái chân móc cuối cùng của cái hàng màu đỏ với cái chân móc tương đương ở phía sau đây làm cùng một lúc luôn ha đâm kim vào chân cuối cùng của hàng màu đỏ và cái chân móc tương ứng ở phía sau của phần thân màu trắng nè móc vào đây một mũi móc đơn các bạn có thể đánh dấu vào cái chân mũi móc đơn đầu tiên này ha sau đó tiếp tục chân móc kế bên của phần màu đỏ này cũng đâm kim vào đây và chân móc tương đương ở cái phần thân màu trắng phía sau móc vào mũi móc đơn và các bạn cứ nẹp lần lượt cho mình cho đến khi mình nẹp hết cái phần này như vậy là ta đã nẹp được hai thân lại với nhau rồi nè thì tiếp tục mình sẽ viền lại và nối nách ha Lúc này mình sẽ có các cái khoảng trống chân móc khoảng trống và chân móc xen kẽ để cho phần viền của mình nó đẹp hơn á thì các bạn sẽ không móc vào cái chân móc của cái mũi kép đơn mà mình sẽ móc luôn vào khoảng trống hai mũi móc đơn thay thế để mình tạo cho cái phần thân nó đẹp hơn á tức là mỗi khoảng trống như vậy các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một khoảng trống và không móc vào chân móc của mũi kép đơn nha. cứ làm tương tự như vậy cho mình cho đến cái góc đầu tiên mà ta gặp thì sau khi góc đến cái góc mà mình bắt đầu gặp đầu tiên nè thì góc của mình lúc này gặp sẽ là một kép hai kép cùng một chân móc và một kép thì lúc này cái góc của mình sẽ là cái góc khoảng trống có hai mũi kép đơn móc vào cùng chân móc còn đối với những bạn nào mà khi móc đến góc cái hàng kết thúc của mình là ba mũi kép đơn móc vào cùng một khoảng trống thì mình sẽ chọn cái chân móc của cái mũi kép đơn nằm chính giữa để làm cái góc ha. Sau đó tiếp tục cứ móc cho mình mỗi khoảng trống là hai mũi móc đơn vào cùng một khoảng trống. Góc này của mình sẽ là cái khoảng trống này. Còn nếu kết thúc là hàng này thì góc này của mình sẽ là chân móc nằm chính giữa ha. Lúc này góc của mình sẽ là khoảng trống. Các bạn cứ móc cho mình mỗi khoảng trống là hai mũi móc đơn. Sau đó đến cái góc thì góc các bạn sẽ móc cho mình vào đó một mũi móc đơn. Từ đây móc lên một dây móc xích xa cho khi mình gặp lại á, nó bằng với cái bề ngang mà mình chừa ra ban đầu ha. Tầm khoảng 1 cho đến 2 cm khi gặp đôi lại, tùy vào size các bạn móc ha. Đối với mẫu này thì mình sẽ móc lên tổng cộng là 4 mũi móc xích. Khi có được 4 mũi móc xích rồi gặp đôi lại thì mình sẽ có chừa ra 1 cm khi mình gặp đôi lại rồi nè. Di chuyển kim đến cái góc tiếp theo thì góc này của mình cũng tương tự như góc đầu tiên, tức là mình sẽ chọn cái khoảng trống của hai mũi kép đơn tay móc vào cùng một chân móc để làm góc, thì góc đó mình sẽ móc một mũi móc đơn vào đây ha. Sau đó các khoảng trống kế tiếp mỗi khoảng trống móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc móc cho mình cho đến cái góc vuông tiếp theo. thì như vậy là ở đây mình sẽ tạo ra được một cái khoảng trống để mình có thể luôn cánh tay vào cái khoảng trống xích này tùy thuộc vào thân người mập hay ốm mà các bạn có thể chia cho mình cái số xích phù hợp hơn ha. Khi móc đến góc thứ ba rồi thì cũng tương tự nè. Góc của mình cũng là hai kép móc vào cùng một cái chân móc thì mình sẽ chọn cái khoảng trống của hai mũi kép đó. Làm cái góc và móc vào các cái khoảng trống còn lại, mỗi khoảng là hai móc đơn. Chỉ có cái khoảng trống góc là một mũi móc đơn thôi. Đây là góc nè. Sau đó móc lên bốn mũi móc xích tương tự như phần nách còn lại di chuyển kim đến cái khoảng trống của cái góc kế bên và móc vào đó một mũi móc đơn như vậy là ở đây mình cũng tạo được một cái khoảng trống để mình luôn cánh tay ha tương tự cho đến cuối mỗi khoảng trống móc hai mũi móc đơn vào cùng một khoảng trống sau khi móc đến cuối rồi đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời những bạn nào mà khó nhận biết mũi móc thì mình có thể đánh dấu vào chân đầu tiên á Thì mình sẽ móc vào chân mà mình đánh dấu đó một mũi dời Móc lên một xích nè Như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái phần thân trên Cái khoảng trống mà tạo cài nút nè May nút ở hai bên tương đương ha Và mình cũng tạo ra được một cái lòng để mình có thể luồn cái phần ngực vào bên trong nè Đây, đây là khoảng trống rộng hơn so với phần ngực một chút ha đây là cái phần cánh tay nè. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thắt lưng ở đây. Đối với phần thắt lưng thì tùy vào sở thích, các bạn có thể móc cho mình mũi kép đơn, mũi nửa kép hoặc là mũi móc đơn cũng được. Thì ở đây mình sẽ móc mũi nửa kép. Cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Những bạn nào mà tăng size lớn hơn thì mình có thể sử dụng mũi kép đơn để móc ha. Hoặc là có thể sử dụng mũi đơn cũng được. Lúc này mình sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi nha. Sau khi đã hoàn tất cho mình được tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng móc của cái phần thắt lưng nè, mình sẽ có được độ dày của phần thắt lưng như thế này. Và cái phần thân trên của mình hoàn tất rồi, thì bây giờ mình sẽ móc cái chân váy ở phía dưới. Mình sẽ tạo một nút ở cái sợi len của phần chân váy phía dưới ha, để cho cái điểm đầu tiên của mình nó không có bị hở nhiều á các bạn sẽ chọn cho mình một trong hai bên nách để mình bắt đầu hàng móc mình sẽ chọn cái chân móc thẳng hàng với cái điểm nằm chính giữa đã đâm kim vào đó sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên cho mình hai mũi móc xích một và hai có được hai mũi móc xích rồi đâm kim vào cái chân móc kế bên Móc vào đó một mũi nửa kép. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó lần lượt móc vào các cái chân móc kế bên, mỗi chân cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Mình sẽ móc liên tiếp các cái mũi kép đơn vào các cái chân móc và nhớ cách nhau là một mũi móc xích nha. Các cái chân móc thì mình sẽ không bỏ qua. Để giúp cho phần chân váy của mình nó được xòe hơn á. Cứ móc lên một xích chân móc kế bên một kép đơn lên một xích chân kế tiếp một mũi kép đơn và làm tương tự cho mình cho đến hết vòng sau khi đã móc đến cuối vòng mình sẽ tạo ra được những cái khoảng trống như thế này tiếp tục ở đầu tiên mình có hai xích nè một nửa kép thì lúc này nó có cái khoảng trống ở giữa này nè móc vào khoảng trống đó một mũi móc đơn sau đó lên một xích khoảng trống kế tiếp móc mũi nửa kép tiếp tục lên một xích khoảng kế bên móc mũi nửa kép và làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng khi đến cuối hàng thì ở đây mình có khoảng trống của mũi kép nè hai mũi xích và mũi móc đơn móc vào khoảng trống đó thì mình cứ móc vào mỗi khoảng trống lần lượt là một mũi kép đơn ha và cứ làm như vậy xoắn ốc cho mình mỗi khoảng trống một mũi kép đơn và cách nhau là một xích móc tương tự cho đến khi mình đạt được chiều cao khi mình đặt phần thân áo lại thì từ vai cho đến cái hàng mà mình móc cuối cùng á, nó có thể bằng đầu gối hoặc là qua đầu gối của bé là được. Chiều cao này thì các bạn cũng có thể thay đổi tùy thích. Và ở đây mình cũng có một số lưu ý là đối với những bạn nào mà muốn cho phần chân váy của mình nó xòe nhiều hơn thì ở cái hàng đầu tiên, các bạn có thể chọn cho mình ra nhiều chân móc, mình móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc và nhớ các cái mũi kép đơn nó cách nhau là một xích ha, để giúp cho cái hàng đầu tiên này nó thăng thêm nhiều mũi móc hơn để cái phần chân váy phía dưới nó sẽ xòe nhiều hơn sau khi đã hoàn tất được phần chân váy rồi thì đến điểm kết thúc nè các bạn sẽ móc cho mình vào khoảng trống kế bên một mũi nửa kép để mình giảm độ cao của mũi móc sau đó móc lên một xích khoảng trống kế bên móc một mũi móc đơn và mình sẽ bỏ qua khoảng trống kế tiếp móc một mũi dời kéo dài sợi len và cắt len thì cái phần chân váy của mình sẽ hoàn tất như thế này ha các một đoạn len vừa đủ dài sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc thì ta sẽ có được cái phần chân váy như thế này thì cái phần nút ở bên hông nè mình có những cái khoảng trống để tạo cài nút ở đây rồi thì mình sẽ may cái nút ở bên đối diện tương đương với cái khoảng trống mà mình tạo để dễ dàng cài nút hơn ha sau đó ở hai bên tay áo mình có viền lại một hàng viền cho phần tay áo của mình thêm xinh xắn thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viền phần tay áo ta cũng tạo một nút ở cái sợi len màu viền ha. Sau đó các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái hàng móc của cái phần mình nối nách á, đâm kim vào một chân móc nằm chính giữa. Ta sẽ kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc vào chân móc đó một mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ đâm kim vào các khoảng trống của cái phần tay áo Khoảng trống đầu tiên móc cho mình vào cái khoảng trống đó 6 mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống Kép đơn đầu tiên Kép đơn thứ hai Kép đơn thứ ba Kép đơn thứ tư Kép đơn thứ năm Và mũi kép đơn thứ sáu sau khi đã có được 6 mũi kép đơn rồi thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình một chân móc, tức là một khoảng trống móc vào khoảng trống kế bên một mũi móc đơn ta sẽ tạo ra một họa tiết cánh quạt như thế này. Từ họa tiết này cho đến họa tiết kế bên các bạn sẽ bỏ qua một khoảng trống, móc vào khoảng trống kế bên 6 mũi kép đơn. Kép đơn thứ ba nè, kép đơn thứ tư, kép đơn thứ năm và kép đơn thứ sáu. Sau khi hoàn tất được họa tiết cánh quạt rồi thì tiếp tục bỏ qua một khoảng trống, móc vào khoảng trống kế tiếp mũi móc đơn. Sau đó cứ làm lần lượt tương tự cho mình cho đến hết ha. Cứ cách cho mình một khoảng trống thì một khoảng trống kế tiếp sẽ là mũi đơn. Sau đó cách một khoảng trống, khoảng trống kế tiếp sẽ là một họa tiết cánh quạt. Cứ xen kẽ như vậy cho đến hết. Mình sẽ hoàn tất được cái hàng viền cho phần cánh tay ha. Sau khi đã hoàn tất được phần viền của cánh tay rồi, phía trước các bạn có thể trang trí cho mình nhiều họa tiết khác lên trên thân cho phần thân của mình nó thêm xinh xắn hơn. Ngoài ra thì mình cũng có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha chúc các bạn móc thành công